À, bên tay phải chúng ta có cái trường, đó là trường Lê Lợi, trường trung học cơ sở cấp 2, đang ở giao lộ Bà Huyện Thanh Quan và Yên Đỗ, Lý Chính Thắng ngày nay. Hộ đường Trương Định, đây là giao lộ Trương Định và Lý Chính Thắng. Ở đây là giao lộ đường Trần Quốc Thảo. Hôm bữa chúng ta có đi Trần Quốc Thảo đi đến đường Trần Quý Cáp đó. Và ở đây là giao lộ đường Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Yên Đỗ và Công Lý ngày xưa. Chúng ta đến đây là chợ Phú Nhuận rồi nè. Một hình ảnh của ngôi chợ rất là xưa ở vùng đất này. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trần Quốc Toản năm xưa, là bây giờ là 3 tháng 2, và đối diện chúng ta, trước mặt chúng ta đó là một cái bảng chỉ đường đi, một cái bảng hướng dẫn giao thông, và trước mặt chúng ta đó là một cái bồng binh ngã 6 Sài Gòn. Nơi đây có đường, ngày xưa có đường Yên Đỗ, rồi đường Lê Văn Duyệt, rồi Võ Thị Sáu, rồi Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thượng Hiền, Trần Quốc Toản. Nếu ta quẹo trái thì chúng ta sẽ đến ngã tư Bảy Hiền, và quẹo phải đi đến chợ Bến Thành khoảng chừng 2 km thôi, và đi thẳng thì chúng ta sẽ đến đường, đến cầu Kiệu khoảng chừng 2 km. Thì hôm nay, hành trình hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi một vòng con đường, đó là đường Yên Đỗ ngày xưa và ngày nay là Lý Chính Thắng ha. Thì đối với đường Yên Đỗ thì là một trong những con đường có tuổi đời rất xưa ở Sài Gòn. Ngày xưa thì con đường này có rất là nhiều cái ti cảnh sát và cơ quan nhà nước. Thì ngay đây là có cái ti cảnh sát quận 3 thời xưa đó. Và ngày nay thì con đường này cũng có rất là nhiều hàng quán ăn uống như là phở Bình, rồi nem giò chả, rồi rất là nhiều ha. Thì quận 3 nổi tiếng là những cái biệt thự. Rồi hôm nay chúng ta cùng đi một vòng con đường này, để biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại bắt gặp được những kỷ niệm cũng như những cái hình ảnh của ngày xưa. Ở đây ngày xưa bên tay trái chúng ta có một cái quán giò chả cũng rất là nổi tiếng, nhưng mà ngày nay thì không còn ha. Ngày nay thì ngay đây là cái tiệm sửa xe. Nếu mình đi đây thì qua Lê Văn Duyệt đi về chợ Bến Thành nè. Nhưng mà chúng ta sẽ quẹo trái ha. Thẳng đây là cách mạng ở Võ Thị Sáu, nhưng mà Võ Thị Sáu là đường một chiều hướng lên, và Lý Chính Thắng là đường một chiều đi hướng về cầu Kiệu. Nơi đây có cái trường Lê Lợi, và nơi đây giò chả thì bên đây nè, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa ha. Chúng ta bắt đầu đi vô con đường Yên Đỗ. Đối với con đường này thì ngày nay là đường một chiều quanh quay đi về cầu Kiệu. Bên tay phải chúng ta có cái trường, đó là trường Lê Lợi, trường trung học cơ sở cấp 2. Và nơi đây có cái đường giao lộ với đường Nguyễn Thông, bán rất là nhiều cá kiển, rồi hồ kiến, rất là nhiều luôn. Thì hôm nay cuối tuần thì em dẫn bà con mình chúng ta cùng đi một vòng ở khu vực này nhé. Nhân đây em cũng xin chúc các anh chị và các bạn cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân, bạn bè và gia đình. Thường thì Sài Gòn cuối tuần người ta hay tập trung lại, gom họp mặt bạn bè, uống cà phê, rồi đi đi chơi đó đây,
hoặc là có một số người thì ở nhà lâu lâu có một ngày nghỉ ở nhà tĩnh lặng, chăm sóc vườn kiển rồi vân vân, hay là tổ chức cái party gì đó nhỏ nhỏ. Ở đây thì bây giờ có rất là nhiều cái dịch vụ vui chơi giải trí, karaoke rồi nhà hàng, khách sạn. Con đường này cũng có nhiều cái trung tâm tiệc cưới lắm nè. Ở đây chúng ta đang ở giao lộ Bà Huyện Thanh Quan và Yên Đỗ, Lý Chính Thắng ngày nay. Sở dĩ mỗi con đường em đi em đều nói hai tên, tên xưa và tên nay, để cho các anh chị cô chú tiện việc theo dõi. Và các bạn nếu mà ở các tỉnh thì mình xem cũng hiểu được, cũng biết được con đường này ngày xưa có tên là này ha. Đối với Sài Gòn, đối với Việt Nam thì Hà Nội cũng có rất là nhiều phố cổ, thì Sài Gòn chúng ta cũng không thua gì ha. Đối với con đường Yên Đỗ này cũng là một trong những con đường thơ, con đường lãng mạn ở Sài Gòn. Đường thơ là tại vì Yên Đỗ là tên một vùng quê của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Chúng ta tiếp tục đi nha. Đây ngay giao lộ đường Trương Định, đây là giao lộ Trương Định và Lý Chính Thắng. Nếu mình quẹo trái này sẽ đi về bờ kè đó, bờ kè kênh Nhiêu Lộc. Và con đường này có nổi tiếng cái quán phở, phở Tái Lăng, phở Hà Nội, phở Bình, ở địa chỉ như là 100 mấy Lý Thắng á. Chúng ta đi tới xíu nữa, gần tới rồi đó. Phía sau cái bên đây, bên tay trái chúng ta đó là cái trung tâm văn hóa phụ nữ, hội văn hóa phụ nữ, để các chị em học cái những cái ngành làm nail rồi cắm hoa trang điểm rồi đó, hội phụ nữ. Bên tay trái chúng ta có cái shop Vinagy rất là lớn ở cái khu vực quận 3 này. Và nơi đây là giao lộ đường Trần Quốc Thảo. Hôm bữa chúng ta có đi Trần Quốc Thảo đi đến đường Trần Quý Cáp đó. Giờ chúng ta quẹo trái thì sẽ đến Kỳ Đồng ha, bờ kè luôn. Ta thấy có những cái biệt thự bỏ hoang này. Và nơi đây cũng có cái nhiều cái nhà khách, nhiều khách sạn, nhiều căn nhà xưa lắm. Ta đi tới tí nữa thì sẽ có quán phở Bình nè. Ở đây em nhớ ngày xưa em đi học tiếng Anh ở đây nè, thầy Phát, thầy dạy tiếng Anh rất là nổi tiếng ở số 144 Lý Chính Thắng. Hình như ngày nay chúng ta chạy qua rồi mình không thấy nữa. Phở Phú Gia, bây giờ nó tên thành phở Phú Gia rồi nè. Nhà cho thuê, kế bên có nhà cho thuê. Kế bên là có một số 144D Lý Chính Thắng, nơi dạy tiếng Anh, nhưng mà ngày nay ở dưới thì cho thuê phòng khám. Đối với con đường Yên Đỗ này cũng không có dài, chỉ khoảng gần 2 km thôi. Từ đầu đường ngã 6 Dân Chủ hay là ngã 6 Sài Gòn đó, đến đường Hai Bà Trưng. Và ở đây là giao lộ đường Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Yên Đỗ và Công Lý ngày xưa. Và nơi đây có một cái building mới làm lại, rất là mới xây lên, rất là lớn.
và con đường Lý Gia Thắng ngày nay thì rất là có giá. Với những cái ngôi biệt thự xưa bây giờ đã là cái trường học. Quá trời biệt thự luôn. Chúng ta vừa qua đây một cái biệt thự nữa nè. Do vừa chạy xe vừa cầm camera không tiện nên chị nói ha, cô chú anh chị cùng em hình dung ra và chúng ta nhớ lại. Và nơi đây cũng gần đến cái giao lộ Hai Bà Trưng rồi. Chúng ta sẽ quẹo trái để đi đến cây cầu Kiệu để gợi nhớ đến các anh chị các bạn ngày xưa khi mà nếu chúng ta có dịp đi từ Yên Đổ này đi qua cây cầu Kiệu để đi về Gò Vấp, Phan Đình Phùng, Nguyễn Kiệm, ngã năm Chuồng Chó. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái để xem cây cầu Kiệu ngày hôm nay nó như thế nào ha. Nếu ta quẹo phải thì sẽ đi đến chợ Tân Định luôn đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ quẹo trái nha. Để mình nhìn lại cái cầu Kiệu chúng ta hôm nay. Cầu Kiệu hôm nay thì đã được sửa chữa lại để mở rộng cái bề mặt cầu và nâng cấp cái độ cao của cái cầu lên để cho những cái phương tiện lưu thông ở phía dưới gầm cầu á đi cặp theo cái con kênh Nhiêu Lộc được dễ dàng hơn. Nếu ta quẹo phải thì sẽ đi xuống đường cặp kênh Nhiêu Lộc nè, đường Hoàng Sa nè, đường Trường Sa chứ hả. Và con đường Trường Sa ngày hôm nay thì có rất là nhiều quán nhậu. Cầu Bông của chúng ta đây. Ủa, cầu Kiệu. Xin lỗi cô chú anh chị, em nhầm. Và đi qua bên kia là quận Phú Nhuận. Và dưới chân cầu đây là bắt đầu là đường Phan Đình Phùng. Và đi tới một tí nữa sẽ bên tay trái chúng ta có cái chợ, đó là chợ Phú Nhuận. Nếu các anh chị các bạn mà ở cô chú anh chị ngày xưa mà ở đường Yên Đổ thì có lẽ ai cũng phải đi chợ đôi ba lần, đến chợ Tân Định và chợ Phú Nhuận. Thì hôm nay một số hình ảnh ở trên đường Yên Đổ ngày xưa cũng như Lý Chính Thắng ngày nay đi đến chợ Phú Nhuận gửi các anh chị và các bạn chúng ta cùng xem. Và biết đâu trong những hình ảnh này mình lại cập nhật được cái thông tin gì đó khi mà trước khi mình về Sài Gòn, hoặc là trước khi mình thuê khách sạn hay nhà nghỉ hay là phòng cho thuê gì ở gần đây thì mình cũng biết được cái cảnh quan ở nơi đây. Nhưng thông qua đây cũng xin chúc các anh chị và các bạn, cô chú luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Người ta ở đây người ta chạy xe hay chạy ngược chiều, ta còn chạy ẩu nữa. Chúng ta đến đây là chợ Phú Nhuận rồi nè. Một hình ảnh của ngôi chợ rất là xưa ở vùng đất này. Rồi bây giờ thì em xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc bà con mình cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe.